Và chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì ở Ukraine cũng đã có cho công bố là cho gia nhập những cái người cựu quân nhân để mà có thể giúp cho đất nước Ukraine để mà đánh lại cái sự xâm lăng của Nga. Thì những cái công dân mà chúng tôi cũng đã cập nhật một cái bản tin cho thấy rằng là rất là nhiều những cựu quân nhân của Hoa Kỳ cũng đã gọi như là ghi danh để mà quay trở lại chiến trường ở Ukraine. Thì những cái vấn đề mà họ nói họ tự hào cho bản thân họ và họ xem Ukraine giống như là một cái đất nước anh em như vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu là công dân Hoa Kỳ tình nguyện đi mà chiến đấu tại Ukraine là có hợp pháp hay không? Thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cái vấn đề này để cho mà quý khán giả thấy không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà còn có cả Canada, Georgia, Ấn Độ, Nhật Bản và Anh Quốc nữa. Thì họ cũng đã tình nguyện để sát cánh cùng với Ukraine trong cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng sẽ sơ lược một số điều áp dụng đối với những người gia nhập gọi là quân đoàn quốc tế để bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Về pháp lý đối với công dân của Hoa Kỳ thì cái trang mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép rằng là những người công dân Hoa Kỳ sẽ được phép phục vụ trong quân đội của một quốc gia khác và đảm nhiệm cái chức vụ sĩ quan hay là chiến đấu để chống lại một cái quốc gia đang hòa bình với Hoa Kỳ được xem là từ bỏ quyền công dân. Nhưng mà theo tiền lệ của tối cao pháp viện thì không thể mà tước quyền công dân của người Hoa Kỳ chỉ dựa trên những cái hành động này. Và một cái đạo luật trung lập được ký vào năm 1974 của Hoa Kỳ cũng đã nghiêm cấm công dân gây chiến với chính phủ ngoại quốc đang có những cái mối quan hệ hòa bình với Washington và người vi phạm có thể phải chịu án tù lên đến 3 năm. Thì một cái giáo sư tại Đại học American của Washington DC là ông David Mallett, ông cho biết rằng cái đạo luật năm 1974 đã được áp dụng để truy tố những công dân Hoa Kỳ đã tham gia đảo chính ở Gambia vào năm 2014 vừa rồi. Và cái đạo luật trung lập này cũng được áp dụng đối với những người công dân Hoa Kỳ đến chiến đấu tại Ukraine. Nhưng hiện tại thì đạo luật này rất hiếm khi được thi hành và đặc biệt khi mà nó không có một cái mối liên hệ nào đối với những cái lực lượng khủng bố ở trong Hoa Kỳ. Rồi còn nếu mà những cái tình nguyện viên đến từ nước Úc, nước Anh và Ấn Độ thì đây là một trong những cái câu hỏi. Thì khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh cũng đã đưa ra cho thấy rằng là những công dân Anh tham chiến tại Ukraine có thể sẽ bị truy tố khi mà quay trở về nước và cũng đã từ chối bình luận về cái thông tin tội danh có thể bị truy tố là như thế nào. Còn đối với Úc thì Thủ tướng Úc đã kêu gọi rằng người dân không nên tình nguyện chiến đấu tại Ukraine. Thì ông biết rằng là cái tính hợp pháp của hành động này là khó xác định được. Còn tại Ấn Độ thì cũng đã từ chối bình luận về cái chủ đề này. Thì đây là một trong những cái mà sơ lược mà chúng tôi gửi đến cho quý khán giả để cho thấy rằng nếu mà chúng ta có những người thân là cựu quân nhân của Hoa Kỳ mà muốn đến để chiến đấu cho đất nước Ukraine thì cũng phải nên xem lại về cái quyền công dân của mình sau khi mà từ Ukraine quay trở về có còn hợp pháp hay không. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị.